cách đây hơn 100 triệu năm, tức kỷ phấn trấn, loài kiến đã có sự hiện diện trên trái đất. Hello. Theo thời gian, kiến không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Chất lượng ở đây chính là trí thông minh. Wow. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về loài kiến sống trên cây, lấy lá làm tổ. Loài kiến vàng này cũng là một trong số đó, một ngôi nhà khá chắc chắn, không sợ mưa to gió lớn. Nhưng để có được cái tổ này, loài kiến làm bằng cách nào? What? Hàng trăm con kiến làm việc theo nhóm để xây tổ từ lá cây. Để buộc những chiếc lá lại với nhau, các nhóm kiến thợ cùng phối hợp. Những cây cầu được xây dựng giúp đàn kiến di chuyển một cách nhanh chóng. Wow. Để gắn kết công trình của mình, kiến nhờ đến những thành viên nhỏ nhất trong đàn, ấu trùng. Trong giai đoạn phát triển cuối cùng, ấu trùng tiết ra các sợi tơ và trở thành những cây sống bắn keo hoàn hảo. Chỉ trong vài tiếng, ngôi nhà mới của kiến đã hoàn thành. Wow. Thứ bạn đang nhìn thấy là loài kiến mật. Nhưng chuyện gì xảy ra với cái bụng của chúng? Tất cả từ con kiến chúa này, nó đẻ ra hàng nghìn quả trứng giao cho kiến thợ chăm sóc. Trứng phát triển thành nhộng bọc trong kén, sau đó nở ra kiến sơ sinh. Kiến sơ sinh thân hình nhỏ sẽ trở thành kiến thợ làm nhiệm vụ kiếm ăn. Những kiến sơ sinh to lớn được lọc ra, bị kiến thợ nhồi nhét thức ăn là mật. Mật chảy vào một cái diều dưới bụng, tại đây có vách ngăn, đưa nước vào dạ dày tiêu hóa. Còn mật nguyên chất bị giữ lại biến diều thành bể chứa. Mỗi bể chứa như một kho dự trữ thức ăn. Đến thời điểm không kiếm ra thức ăn, kiến bị chứa sẽ nhả ngược mật ra ngoài nuôi cả đàn. Vì loài kiến này sống nơi hoang mạc khô khan, nên chúng tiến hóa dự trữ thức ăn theo cách kỳ lạ nhất.